mẹ mà để tóc mà để không có được, cũng cắt tóc mà băng được 400 ngàn rồi mình chia sẻ cho con mình 200 ngàn, rồi mình để mình mua cá mắm ăn 200 ngàn để cho con mua thuốc uống. Con cũng bệnh nhiều lắm, mà chồng cũng vậy, mà vợ thì cũng bị tai nạn như vậy, mà lại già cả thì làm cái gì không có được. Không có tiền mua thuốc uống là cô cắt tóc của mình đi bán hả? Cắt tóc nè, đây là mình họ giúp đỡ cho con mình đi mua thuốc uống. Gà xin mến chào cả nhà thân thương, kính chúc cho tất cả quý bà cô chú anh chị một ngày thật là vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình của mình. Hôm nay gà đang lang thang ở trên rừng trên núi, một cái nơi mà đồng khô cỏ cháy. Cả nhà mình nhìn lên phía trước á, đất á toàn là đá không à, có lốc xoáy kìa cả nhà. Cây cối thì cả nhà cũng nhìn thấy là nó khô hết rồi. Wow, có lốc xoáy. Ở đây rất là nắng nóng luôn. Khí hậu quê hương tỉnh Ninh Thuận rất là nóng luôn cả nhà. Nhìn những cái cây mà cây to á, cả nhà mình cũng nhìn thấy nó rụng hết lá. Gà đang đi lên trên núi để tìm hiểu một hoàn cảnh rất là khó khăn, được người dân xung quanh chia sẻ. Gia đình sống trên rừng trên núi. Gà mời cả nhà cùng với gà đi tìm hiểu cuộc sống của họ nha. Ở đây thì gà thấy là họ có làm một cái hàng rào này, hàng rào bằng cây. Gà đi vô rừng có một mình thôi. Đây là cái con đường mòn để đi vô trong cái ngôi nhà của người dân. Gà nhìn thấy cái ngôi nhà của cô chú rồi. Cái ngôi nhà bằng tôn nho nhỏ. Bên đây là cái chuồng gà làm bằng cái cây tre. Cả nhà mình nhìn lên phía trước á, là rừng núi, tất cả đều là không có thấy lá cả nhà. Có cô đang ngồi uống nước. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi là cô sống trên rừng trên núi này luôn hả? Sống trên núi trên rừng luôn. Cô sống ở đây lâu chưa? Mà lâu, mới từ mấy năm, mấy chục năm nay rồi. Thì ở rải không à, lâu lâu mới về nhà. Dạ. Khoảng bao lâu thì cô mới về làng một lần? Thì cho một tuần là mình về một lần. Cứ một tuần mình về một lần á. Dạ. Là sống ở rải. Cô sống ở trên núi này thì cô làm công việc gì để kiếm tiền? Thì vợ chồng già thì làm cái gì đâu. Chỉ là trong mùa thì con cái nó vô nó làm rải bãi bạ. Rồi mình cũng sống ở rải đây cũng là con làm cái gì mình theo ý con làm rải làm thuê không à. Còn vợ chồng già thì không có làm cái gì. Mùa nắng này thì cô có trồng được cái gì không? Trồng cái gì đâu, chỉ lâm trường nó trồng cái đào nó cay không mặt mai. Chỉ là mình thăng năng này đó, có đào ở nhà kia. Mình theo rải là mình cứ lấy đào mình về mình làm. Hột điều á. Dạ. Để hột điều họ đi làm á, mình làm mình kiếm thuốc, làm kiếm cam mắm ăn. Chứ mình già cả là mình làm cái gì được đâu. Mình lột cái vỏ hột điều đó ra thì một ký bao nhiêu tiền? Một ký là 8 ngàn. Mà lấy 10 ký là 7-8 ngày mới xong. Nếu mà hai người làm. Còn nếu mà 10 ký là một người làm là không có hết. Như vậy đó. Một ký có 8 ngàn. Một ký có 8 ngàn. 10 ký 80 ngàn. Mà hai người làm một tuần mới xong. Một tuần mới xong. Một tuần mà một người chỉ được có 40 ngàn thôi. Thì tính ra thì một người làm thì 10 ký đâu. Không có ăn đâu. Cũng mình làm bảy bả thôi. Mình chồng già, vợ già mà làm gì được đâu. Mình làm bảy bả. Kiếm thuốc rồi kiếm cá mắm ăn. Cô ơi, cô cho cô hỏi là cái đầu của cô bị gì vậy? Thì đi nuôi chồng bệnh đau miết quá là mình đi nuôi chồng rồi mình về rồi sao mà mình bị tai nạn vậy.
mai cho mình còn sống thì mình còn biết chồng biết con, còn mình không có sống thì mình cũng không có biết cái thứ gì đâu. Ừ, như vậy đó, chồng cũng bệnh nhiều lắm, con cái thì cũng bệnh đau nhiều, con gái ở nhà cũng bệnh nhiều lắm, bệnh ung năng buồng trứng, bị thận, mà cha cũng vậy, lâu lâu đi mổ, chồng đi mổ, không sao thì nó vậy. Con gái ở nhà cũng bệnh đau nhiều lắm. Tiền bạc nó làm thì không có được, là nó cứ đi lấy hộp đều, nó làm kiếm tiền mua thuốc mua men uống. Mẹ mà để tóc mà để không có được, cũng cắt tóc mà băng được 400 ngàn, rồi mình chia sẻ cho con mình 200 ngàn, rồi mình để mình mua cá mắm ăn 200 ngàn để cho con mua thuốc uống. Con cũng bệnh nhiều lắm, mà chồng cũng vậy, mà vợ thì cũng bị tai nạn như vậy, mà lại già cả thì làm cái gì không có được. Không có tiền mua thuốc uống là cô cắt tóc của mình đi bán hả? Cắt tóc nè, đây là mình họ giúp đỡ cho con mình đi mua thuốc uống. Mà thì nó làm cái gì không có được, nó yếu đuối lắm, mà lại nó cũng bệnh nhiều lắm con á. Mà chồng cũng bệnh nhiều, mà vợ thì cũng bị tai nạn như vậy, là con cũng lấy hụt điều, nó làm suốt ngày suốt đêm, mà một ngày là không có được mấy chục ngàn đâu. Cái đầu của cô á là nó bị mớp vô nè cả nhà mình xem nè, một cái vết thương rất là nặng luôn. Là cô bị tai nạn. Lâu chưa cô? Chắc mấy năm nay rồi. Là lâu lâu mình cũng nó hơi xăm mặt xăm mày thì mình cũng mua thuốc uống. Nó không có điều máu của mình. Cô cho cô hỏi là cô tên gì? Măng Thị Lính. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Chắc khoảng 60 mấy á. Dạ. Cô có mấy người con? Thì 4 đứa con. Là con gái ở nhà thì nó cũng bệnh chứ nhiều chứng bệnh lắm, nó bị ung năng buồng trứng, nó bị thận. Cô ở trên núi này thì cô thường ăn cái gì? Thì ăn cá khô, nó cá khô không à, vợ chồng xong là cá khô, cá mắm thì ít lắm, cá thịt ít lắm, mình làm gì đâu mà ra tiền mình mua cá mua thịt ăn, là xong ở rải lạc toàn là ăn cá khô à. nấu canh không kìa, không đâu có dầu có gì nấu đâu. Ăn vợ chồng ăn tầm bậy tầm bạ, sau ngày nào mình nhờ ngày nay. Mùa này rất là nắng thì khi mà nắng quá, cô với lại chú ở trên núi đây làm gì để kiếm gạo ăn? Thì ấy là từ bữa Tết á là nhà nước nó hỗ trợ gạo, mình cũng nhờ ăn gạo nhà nước hỗ trợ cho mình á. Là thì vợ chồng làm gì đâu mà ra tiền đâu nói mua gạo thóc ăn. Lỡ mai mốt là nhà nước ăn gạo nhà nước hết rồi thì mình cũng không có gì mà ăn, cũng gì đâu mà làm ra tiền vợ chồng già đây. Nhưng mà lâu lâu mới cho một lần mà. Thì một năm chỉ có một lần nhà nước nó cho á, nếu mà ăn hết gạo nhà nước đây là mình cũng không có gì ăn. Chồng của cô đâu? Ở trong nhà. Ở trong nhà. Là cô chú ở trên núi này không có biết làm công việc gì hết. Không có biết làm công việc gì, chỉ là mình sống là sống, ở thì ở, không làm gì đâu được đâu, không có chuyện gì đâu mình làm. Cô có nhà dưới làng không? Có, cũng có nhà dưới làng, mà mình sống là sống ở rải hơn, sống ở rải nhất là ở rải, còn ở nhà thì để cho con cái mình ở, mình sống là sống ở rải, lâu lâu mình về mới về một lần. Nhà dưới làng cô tự làm luôn hả? Thì nhà nhà nước cho, nhà nước hỗ trợ lúc đó, cho biết mấy chục năm nay rồi, nhà hư hết rồi. Đó có phải là còn nhà đó, nhà nó tóc tùm lum tà la hết, mà trời cũng vậy, nắng thì mình còn ở được, còn mưa thì mình lấy tấm bạc mình che nước mưa. Trời ấy rải đây này, còn ở nhà thì là tóc tùm lum tà la, không có thay tay trắng cái gì hết. Mời cả nhà đi vô trong cái ngôi nhà thân thương của cô chú. Dạ con chào chú. Dạ chú cho con hỏi là chú tên gì? Tên Lý, Mang Lý. Dạ.
Năm nay chú bao nhiêu tuổi? 61. 61 tuổi rồi. Chú ở trên núi này có công việc gì làm không chú? Đâu công việc làm đâu, lâu lâu ở rẫy đây rồi. Mình lo mấy cái này nè. Bò nghe diện con hai con nhà nước giúp cho. Đó là tiền dây, mà không có tiền trả cho nhà nước. Cho nên phải ở đây lo mấy con bò chăm sóc. Ở trên núi này con thấy vào cái mùa nắng như thế này á, là không có cỏ cho con bò ăn thì nó ăn cái gì? Đó con thả bị bả cũng nhờ cái rơm bao bắp nè để dọn để cho nó ăn. Dạ. Bắp á. Bao bắp nè. Là mình cho nó ăn cái vỏ bắp á hả? Vỏ bắp á. Dạ. Ăn là đi uống nước, nước rất là nắng quá, kéo dài quá, nước muốn khô luôn à, không có nước uống, nước suối á. Ở trên này rất là nóng luôn cả nhà. Cái vùng đất này á, là đồng khô cỏ cháy, cả nhà mình cũng nhìn thấy á, là cây nó mọc không có nổi luôn. Những cái cây mà gà thấy nó sống mấy chục năm rồi, bây giờ cũng khô luôn, chết luôn. Là con bò nó ở trên đây á, là nó chỉ ăn được cái vỏ bắp thôi, mà bắp. Nước cũng không có uống nữa. Nước cũng không. Tối là cô chú ngủ ở đây hả? Ngủ đây. Sao con không thấy có cái gối? Đâu có. Nên hả? Lấy cái bao nè. Lấy cái bao làm cái gối. Rồi. Không có tiền mua cái gối luôn. Đâu, ở nhà nó có. Mà nó có một cái hai cái sao đem lên. Ở rẫy phải nằm vậy. Ở nhà có. Dạ. Nhà thì có chứ. Nhưng mà cô chú là sống ở trên rừng, trên núi này là còn nhiều hơn ở nhà nữa mà. Nhiều. Có từng lễ có 5 ngày, không ngày có con dời á. Chú có cái mền để đắp không? Có. Dạ. Cái mền này cũng cũ lâu lắm rồi phải không chú? Đây hai mấy năm rồi. 20 mấy năm cái mền đó. Mền hầu mà chú còn thanh niên à? Dạ. Gối không có. Mền thì 20 mấy năm rồi. Hai mấy. Chú lấy cái gối đó là chú bỏ cái gì trong đó để lót đầu vậy? Quần áo của chú. Quần áo hả? À của chú thì quần áo của chú lót. Dạ. Bỏ quần áo vô để lót đầu. Đó, vợ nè. Chia ra mỗi người một cái. Cái. Dạ. Cái ngôi nhà này vào tháng mưa nước nó có chảy không chú? Chảy chứ, chảy lùm tùm la nhờ tấm bạc à. Dạ. Nước nó chảy vô trong nhà mình. Dạ, tên mình tên bè à, nhờ tấm bạc. Ở trên núi này thì chú thường làm công việc gì? Làm nông không, rẫy không, tới mùa, rồi vô mùa làm bắp. Không có công việc gì làm hết. Mình già rồi, ai mướn sao đi làm nào? Người ta mướn mà chú làm không nào? Dạ. Chú bị sỏi thận, đi mổ từ bệnh viện 2 lần lận. Đây bây giờ nó tái đi, tái lại còn đây nè. Đó, bằng bó, thuốc giáo nè. Dạ. Chú bị lâu chưa? Rồi 2016. Rồi 2016 đó, rồi chú vừa đi xuống bệnh viện, vợ nuôi nãy giờ tai nạn nè. Dạ. Đó, tai nạn nó mất miếu nè, may á. Còn chút chút à. Tại nó đúng ra nó cho rõ chú có 40 tuổi là có vợ chứ không phải người thanh niên là không có con cháu à. Chú con mình à, không có anh em. Con mình à, cô cậu chú bác có gia đình chú con mình chú à. Tôi có anh em, hồi xưa là mẹ giác con cao mà. Không có anh em đâu. Rồi mẹ của chú còn không? Sao còn, ra đi lâu già. Mười mấy năm nay rồi, già quá. Mất à? Dạ. À, cho nên là chú phải có vợ muộn, 40 tuổi, còn có 20 tuổi à, 21 à, đứa đầu á, còn đứa Úc là có 12 tuổi à, mà thất học nữa. Cái gái Úc á, còn mấy con gái kia thì lớp 2, lớp 3 nghỉ à, tiền đâu lo. Thôi nghỉ. Hôm nay nhà mình ăn cái gì chú? Ăn rau thủ đủ non. Ăn lá đu đủ hả? Lá đu đủ. Cái son kia là cái gì vậy chú? Thu đủ non, cá khô. Thu đủ với lại cá khô. Cá khô. Còn cái này là lá đu đủ. Lá đu đủ. Dạ. Là nhà mình là ăn như thế này không hả chú? À, ăn như thế này không. Cái món mà nhà mình thường ăn hàng ngày nhất là cái gì chú? À, thì nhất là thu đủ rau. Rau rừng. Rau rừng.
nếu mà có tiền thì mua ở rau chợ nữa, ở chợ ăn nữa. Dạ. À, cũng phải có chợ cho rừng làm sao nắng như vậy làm gì mà có rau. Dạ. Mưa thì mới có rau. Rồi mình không làm công việc gì hết, tiền đâu mà mua? À, thì cũng nhờ thì mấy đứa con á, à, cũng xin con á, con thấy bằng cảnh cha mẹ vậy, xin con cho chứ, giúp đỡ chứ. Làm ở trên rẫy toàn là làm hụt điều không à. Chỗ này là khu nhà bếp của cô quay lại chú nè. Dạ, thấy là những cái cây bị một ăn hết rồi cả nhà. Ở trong cái khu nhà bếp á, là không có cái món đồ gì hết. Dầu ăn, mắm muối, tất cả đều hết hết rồi. Nhà mình còn gạo không chú? Còn. Bỏ trong cái bình này hả chú? Trong bình đây. Đây là gạo nè, trong này còn khoảng 2kg gạo cả nhà. Buổi tối là gia đình sử dụng cái đèn này nè cả nhà. Cái đèn hụt dịch nè. Đây là cái đèn dầu. Lên trên núi á, thì gà mới nhìn thấy những cái đèn này lại nè. Cả nhà mình xem. Bỏ dầu lửa vô, ngày xưa á, là ông bà hay sử dụng cái đèn này. Nhưng mà bây giờ trên núi vẫn còn sử dụng. Tại vì họ không có tiền để mua đèn năng lượng mặt trời. Chú sẽ đưa gà quay lại cả nhà mình đi lấy nước. Gà muốn chia sẻ cái nguồn nước của gia đình là sống như thế nào ở trên rừng trên núi này. Thì nước là nước suối ở trên đó. Dạ. Còn nước uống thì chỗ ở làng lên. Lên uống. Ở đây nắng quá chú ha. Nắng nóng rồi, nắng. Mùa này là mình không có trồng được cái gì phải không chú? Trời mưa giông xuống là mình tỉa đậu xanh. Dạ. Còn mùa này là mình không có trồng được cái gì hết. Không. Đâu có trồng vậy đâu. Xa không chú? Đâu gần à. Chỉ có điện chút nữa thấy à. Trên nè. Ở đây chú có bắt con chuột ăn không chú? Chuột tháng này làm gì có. Có khi có khi không à. Ban đêm thì người ta đi săn bắn á, có. Còn bây giờ không có nữa đâu. Chứ mình không bắt được con gì ăn hả chú? Hả? À, đâu làm đi rừng á, lo làm bẫy làm gì bắt chim chứ à. Làm bẫy á, bẫy chim. Đâu có dính gì đâu. Ở đây là ngay chân núi luôn nè cả nhà. Này nè, ở suối này nè. Suối này nhiều nước không chú? Đâu, suối đây suối rách. Dạ. Suối ở dưới kia là suối chính. Ở dưới kia à? Xa lắm hả? Đâu, ở dưới kia, dưới đường cái lại á. Dạ. Nhưng mà suối dưới đó xa. Xa. Rất từ đây xuống đó cũng cả cây số á. Gần đến con suối rồi nè cả nhà. Là từ trước tới giờ á, là cô chú lấy nước ở dưới đây mình sử dụng hả? Sử dụng. Tháng mưa à, còn tháng này không dám đâu. Đây là nước sinh hoạt, rửa chén không à. Nước đây hơi đục nha cả nhà. Với lại lá cây rất là nhiều. Mình múc cái này lên để mình rửa chén. Đây là lên rửa chén, rửa son thôi. Dạ. Còn nó ăn thì nước ở nhà trở lên. Dạ. À, nước này cũng ô nhiễm. Cô chú anh chị mà về quê hương của gà, mà mình nhìn thấy cái nắng ở quê hương gà, mình chịu không nổi luôn. Gà là dân ở đây mà gà thấy vùng núi này nó rất là khắc nghiệt.
mời cả nhà ăn cơm. Nên mời cô ăn cơm. Dạ cô chú ăn đi. Ăn cơm với lại trái đu đủ. Trái thật đủ, lá thật đủ. Lá đu đủ chấm muối hả cô? Chấm mắm. Dạ. Chấm mắm ăn. Còn có mắm thì mình chấm giả mắm, giả muối ớt ăn. Có gì ăn cái này. Ừ. Cả nhà mình cũng nhìn thấy á, cái lá đu đủ cuốn với lại cơm chấm miếng mắm. Bữa nào gia đình có tiền á, mua mấy con cá khô rồi nấu canh, bỏ cá khô vô cho có cái mùi vị á. Ngày nào mình cũng ăn như vậy hả cô? Ngày nào cũng ăn vậy hết. Ít là mình ăn cá lắm, đâu có tiền đâu mình mua cá ăn. Giờ chồng già làm cái gì đâu mà mua cá ăn. Vì sao lại ăn cá khô, ăn canh thật đủ luôn không à? Nó không, nó có giàu, có gì đó, bỏ cá khô không, bỏ muối, ớt bột ngọt. Bao nhiêu lâu rồi cô chưa được ăn thịt? Cho 2-3 tuần mới có con lần ăn cá, thịt là không có đâu. Mình mua chừng là 10 ngàn hết cỡ. Nó làm con lòng 10 ngàn mình mua thịt đó. Còn mua nhiều thì tiền đâu mình mua. Lâu lâu là mình chỉ mua 10 ngàn thịt thôi. Ừ, là làm có mua thịt 10 ngàn. Ở đây ăn uống rất là khó khăn. Mà bệnh tật xuống ăn uống không có đủ chất nữa. Cho chồng già ăn vậy không, từ ổng bệnh đau gì ăn vậy không à. Ta thịt là ít lắm, hiếm có lắm. Mình cứ xong làm hột điều không, làm muối cá mắm ăn. Nhà nước hỗ trợ cho mình có các khô ăn. Còn nhà nước hỗ trợ mình cũng có gì ăn. Đắng không chú? Đắng. Nhưng mà mình ăn quen rồi phải không? Quen là bình thường thôi. Đắng là cũng có da dễ. Ừ. Chú ăn lá đu đủ là lâu chưa? Lâu lâu rồi chứ. Ăn từ nhỏ luôn hả? Nhỏ. Ừ. Dân tộc phải vậy, từ nhỏ. Là ai cũng vậy hết? Ai cũng vậy hết, bên dân tộc á. Ngoài cái lá đu đủ này ra mình có ăn cái lá nào khác không chú? Nhiều chứ. Cóc. Lá cóc. Lá cóc. Cóc cóc hành á, lá cóc, lá non á. Dạ. À, nhiều lá lắm chứ, rừng núi đây là biết ăn là nhiều lá. Rau, tại nắng nè, không có rau. Mưa mới có rau muống bát, thường là ăn rau muống bát. Rau cây chùm bát. Chùm bát á, cái trái màu đỏ. À. Nó chín nó màu đỏ. Màu đỏ, đó, mừng bác á. Dạ. Đó, cái đó là ở đây là thường là có là dân tộc ăn à. Dạ. Tại nắng là không có nữa. Cái đó nấu canh ăn ngon mát lắm. Nấu canh. Rồi mình có ăn cái rau gì nữa không chú? Nói giờ nó đúng ra nhiều loại rau lắm. Rau nút áo, rau gì nữa, nấu canh nấu gì á. Nó lửa nai, đủ hết á. Cái đó nấu canh. Lá đu đủ là mình thường xuyên ăn nhất. Thường nhất. Bông đu đủ thì ăn có đắng đâu. Dạ. Bông đu đủ cùng cái lá thì họ đắng. Vợ chồng ăn cá khô không à? Ít ăn cá, nó có tiền mua cá ăn. Ăn thầm bãi thầm bãi, vợ chồng ăn vậy không à? Lá đu đủ gà ăn rồi nó rất là đắng. Nhưng mà khi mà ăn quen là mình ăn ghiền luôn. Trên núi này là người đồng bào họ thường xuyên ăn lá đu đủ luôn cả nhà. Hầu như là ngày nào cũng ăn.
chế mình lấy cái ruột cây cây thôi đủ mình nấu canh ăn nữa có chứ, lấy cái ruột ra nấu canh ăn luôn. Ừ. Cái cây thôi đủ đó mình lấy cái ruột mình nấu canh ăn. Dạ. Ừ. Có ăn la nữa, ăn bông nữa. Dạ. Ừ. Mấy cái bao này á là cô chú lấy cái vỏ bắp đó cả nhà để dành cho con bò nó nhai á, thay thế cho rơm. Bên dưới mà làng á, thì người ta lấy rơm cho con bò nó nhai. Còn trên núi này họ lấy cái vỏ của cây bắp cả nhà. Không có cỏ cho nó ăn đâu. Tại vì trên núi này gà thấy là nó khô hạn hết luôn. Và cái này là cái điều đặc biệt, gà đi đến đâu á thì gà cũng thấy là người đồng bào họ có trồng cây đu đủ á cả nhà. Là mình thấy những cái cây đu đủ là nó bị rụng hết lá luôn. Mà nó rụng trong nồi của người đồng bào nha cả nhà. Họ ăn hết rồi. Cả nhà mình xem nè. Họ thích ăn lá đu đủ hơn là ăn cái trái. Cái cây bên kia cũng không có luôn nè. Lá là họ khèo họ ăn hết rồi. Hai cây bên kia luôn. Thấy có mấy trái. Rồi có cái đọt ở trên để mình duy trì sự sống của cái cây đu đủ thôi. Nếu không là họ cũng ăn hết luôn rồi. Cái đọt nó non á là mình ăn ngon hơn nữa. Hầu như là gà thấy là người đồng bào nào cũng vậy hết. Họ trồng cây đu đủ là họ ăn sạch lá. Khi mà cái cây nó chết á, là bắt đầu lấy luôn cả cái thân cây nha cả nhà. Mình chẻ ra bên trong á, bên trong nó sẽ có cái lỗi. Rồi mình lấy cái lỗi đó, mình nấu canh ăn rất là ngon. Nếu như mà mình có tiền, mình mua thêm 50 ngàn thịt mà thịt mỡ cả nhà. Rồi nấu canh cho có dầu, có mỡ, ăn rất là ngon. Gà đã từng ăn rồi. Cô thấy đẹp không? Đẹp. Dạ. Đẹp. Cái đèn này á, là của bác Đỗ Hữu Trạch ở bên nước Canada tặng cho cô. Để cô có ánh sáng vào ban đêm. Ban đêm là ở đây tối thui phải không cô? Ừ, tối thui à. Không có thấy gì hết. Ừ. Không thấy cái gì. Dạ. Bây giờ cô nhìn lên cái đèn đi, con mở đèn cho cô coi nha. Ừ. Con mở nha. Ừ. 1, 2, 3 sáng nè. Ừ, ngon quá là ngon. Vô cùng luôn á. Mừng mà mừng quá. Là có lương mặt trời đây là cũng mừng quá. Thắp đèn thay tao thui tao mò. Mò cái gì cũng không có được. Thay là lâu mà có lương mặt trời thì cũng mừng quá. Cô vui không? Vui lắm. Ước mơ mà ước mơ lâu rồi. Bây giờ mới có lương mặt trời thì cũng cảm ơn. Dạ. Ừ. Bây giờ con tắt nha. Ừ. Đó. Gà để chế độ tự động cho cô nè. Rồi. Cô ơi, con gửi cho cô nè. Ừ. Cái này là cái đồ điều khiển. Ừ. Cô không cần phải sử dụng cái này đâu. Khi nào mà cần thiết lắm thì mình mới sử dụng. Ừ. Không thì mình cất nha. Ừ. Con đã để chế độ tự động cho cô rồi. Buổi tối là nó sẽ tự động nó sáng lên. Và buổi sáng thì nó sẽ tắt nha. Tại vì gà muốn là mình dặn dò người đồng bào không có sử dụng cái đồ bấm nha cả nhà. Nếu như mình không biết bấm là cái đèn nó sẽ bị hư và không có cái đồ bấm nữa. Mình cất cái này không có cho là chỉ em là sử dụng nha cô. Ừ. Hôm nay gà lang thang lại đi trên rừng trên núi cả nhà. Mình đi lên trên vùng sâu vùng xa. Cô với lại chú ở một nơi rất là xa xôi hiểu lắm. Cô chú lên đây sinh sống để nhờ vào những cái cây điều. Vào tháng mưa cả nhà, tháng mưa trên núi là nó mọc những cái cây rau rừng thì mình có ăn. Ở dưới làng á là cô chú cũng có một cái ngôi nhà được địa phương hỗ trợ và tặng một cái ngôi nhà. Nhưng mà cô chú để dành lại cho con, cho cháu ở dưới làng. Cô chú ở trên núi một tuần mới về một lần. Ở trên núi là để chăn mấy con bò. Tiền là cô chú vay nhà nước để nuôi những con bò. Nhưng mà bây giờ bò nó rất là rẻ cả nhà. Với lại ở trên núi này á là gà thấy nuôi bò nó rất là ốm luôn. Mình nuôi á mà con bò nó ốm lòi xương, không có thịt gì hết. Nhìn rất là thương. Gà lang thang có mang một bao gạo 10kg và một thùng mì tôm. Gà có để chỗ đây nè. Lên gửi tặng cho cô với lại chú. Và gà mang một cái đèn năng lượng mặt trời của bác Đỗ Hữu Trạch lên trên núi này. Gà đi có một mình xa xôi. Nếu như có gì sai sót thì mong tất cả quý bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang thông cảm cho gà. Con gửi cho cô chú một bịch cá nữa nha. Chú cảm ơn. Cảm ơn với ông với bà. Con gửi chai dầu nè. Cảm ơn con. Đây là chai nước tương. Cảm ơn cháu. Nước mắm nè. Cảm ơn con. Cái này cái gì là cô chú biết không? Hạt niêm xương ống. Dạ. Hạt niêm cà ro. Dạ. Cảm ơn cháu. Cái này là đường nè. Đường.
Chú biết cái này không? Bột ngọt. Bột ngọt hả? Dạ. Ở trên núi này là mình có thêm muối nữa. Có muối là mình vui ha chú ha? Ừ, vui lắm. Có muối, cần có bột ngọt muối là mừng vô cùng. Dạ. Còn cái bịch này là bỏ tấm lòng của con vô nha. Hôm nay có gạo, có cá, có mắm, có đủ thứ luôn. Là cô chú rất là vui. Cô ơi, cô cho cô hỏi là cô sống ở trên này là mấy chục năm rồi. Có ai mang quà lên đây tặng cho gia đình của mình không? Không đâu, chỉ con mình con đây tặng lương mặt trời và cá khô gạo thì cô cảm ơn quá, mừng vô cùng luôn. Dạ. Là không có ai lên đây để tặng cho mình đồ hết. Dạ, không có ai, chỉ có con thơ tặng cho cô lương mặt trời và cá gạo thì cô cũng cảm ơn con. Cả nhà mình cũng thấy á, ở trên rừng trên núi này đâu có ai lên đây giúp đỡ cho họ đâu. Tại vì cái đoạn đường nó rất là xa. Nếu như cô chú muốn lên cái vùng núi xa xôi như thế này thì cô chú có thể là kết bạn Zalo của gà. Bên góc tay trái màn hình cả nhà có cái số điện thoại, đó là số Zalo và số Viber của gà. Nếu như cô chú muốn liên hệ với gà thì hãy kết bạn với gà nha. Nhiều khi á, gà đi lên rừng lên núi á, cô chú gọi cho gà rất là nhiều nhưng mà không có được. Tại vì ở trên núi này á, mình sử dụng điện thoại cũng như không nha cả nhà. Không có sóng điện thoại, mình lên trên núi mình giống như là người rừng vậy đó. Buổi tối á, là gà sẽ về nhà ở dưới làng. Có thể là gà về 8-9 giờ đêm. Rồi mình mệt quá, mình ngủ, mình cũng không biết cô chú gọi luôn. Gà cũng mong cô chú thông cảm. Nếu như muốn liên hệ với gà thì hãy kết bạn Zalo, số điện thoại ở trên màn hình của gà nha. Và Viber cũng được nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hôm nay á, là con xin phép cô Hàng Võ ở bên nước Mỹ. Cô có gửi cho con là 2.390.000 đồng. Và chú Võ Văn Thịnh, chú Võ Văn Thịnh có gửi cho con là 4.659.000. Thì con xin phép cô Hàng Võ và chú Văn Thịnh gửi tặng cái số tiền này cho cô chú để cô chú có tiền trang trải trong cuộc sống. Tổng số tiền là 7.049.000. Còn cái phần quà này á là của dì Hà với lại chú Minh ở bên nước Mỹ. Cô Dung ở bên Singapore có gửi tiền cho gà và gà mua những cái phần quà để lên gửi tặng cho bà con nghèo ở trên núi. Cái đèn năng lượng là của bác Đỗ Hữu Trạch ở bên Canada. Thì bây giờ gà sẽ gửi cái số tiền 7.049.000 cho cô chú để cô chú có tiền trang trải trong cuộc sống nha. Bây giờ con gửi cho cô chú tiền để cô chú có tiền để mình mua gạo, mua cá, mua mắm ăn nha. Con gửi cho chú nè. 200 400 600 800 1 triệu, 1.2 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu, 1.8 triệu, 2 triệu, 2.2 triệu, 2.4 triệu, 2.6 triệu, 2.8 triệu, 3 triệu. Cái này của cô 3.2 triệu, 3.4 triệu, 3.6 triệu, 3.8 triệu, 4 triệu, 4.2 triệu, 4.4 triệu, 4.6 triệu, 4.8 triệu, 5 triệu, 5.2 triệu, 5.4 triệu, 5.6 triệu, 5.8 triệu, 6 triệu, 6.2 triệu, 6.4 triệu, 6.6 triệu, 6.8 triệu, 7 triệu. Cái này là 50.000 nha cả nhà. 7.049.000. Gà gửi cho cô chú là 7.050.000 đồng. Rồi cô chú nói theo con nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn dì Hà, chú Minh. Chú Minh ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Cảm ơn cô Hằng Võ. Cảm ơn cô Hằng Võ ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Cảm ơn chú Văn Thịnh. Cảm ơn chú Văn Thịnh ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ đã tặng quà cho cô chú. Đã tặng quà cho cô chú. Dạ. Gà Lang Thang cũng xin phép tất cả quý ông bà cô chú anh chị ở trên núi này, người đồng bào họ ít tiếp xúc với lại người Kinh. Họ ít xuống dưới làng nên là họ không có biết nói chuyện nhiều. Thì gà là muốn xin phép cô chú là mình chỉ dẫn cho họ để họ biết nói cái lời cảm ơn.
ai cho quà mình thì mình cảm ơn, mình vui cô chú ha. Hôm nay cô chú vui không? Vui, vui lắm. Ôi vui vô cùng, qua mừng hết hết sức luôn. Lâu lâu mà có vàng lòng à, mừng lắm. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cô chú có tiền để dành mua gạo, mua cá, mua mắm ăn nha. Gà Lang Thang cũng xin một lần nữa thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho cô chú có một cái món quà ở trên rừng, trên núi rất là ý nghĩa. Chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ Gà cũng tạm dừng video tại đây luôn. Nếu như cả nhà mình yêu mến Gà thì đừng quên bấm cho Gà một like và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ cho Gà nha. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Con chào tạm biệt cô chú nha. Con bye bye cô chú. Con bye bye. Bye bye. Cảm ơn con.